sẽ học đố con vật nhé. Đây là con gì? Con gà trống. Con gà trống. Con gà trống kêu thế nào? Màu của nó có màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Con gà trống ăn gì? Giun đất. Giun đất. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con gà trống. Con gà trống. Con gà trống kêu thế nào? Màu của nó có màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Con gà trống ăn gì? Giun đất. Giun đất. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con gà trống. Con gà trống. Con gà trống kêu thế nào? Màu của nó có màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Con gà trống ăn gì? Giun đất. Giun đất. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con gà trống. Con gà trống. Con gà trống kêu thế nào? Màu của nó có màu gì?
Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Con gà trống ăn gì? Run đất. Run đất.